chuyển sang màu tóc. Tiếp theo đó là chiếc áo. Chiếc váy này chắc là mình sẽ tô màu tím ấy. Đây là màu tím. Phần bên dưới này mình sẽ mix thêm một màu hồng, hồng tím. Đôi bông tai này thì mình sẽ dùng một màu, đó là màu vàng cam. Mình tô thật đậm lên. Son môi mình sẽ dùng màu hồng. Sao về bức tranh mà mình vừa hoàn thành xong rồi đây, tông màu hồng này, hồng và tím mix với nhau mình thấy cũng rất là hợp, và với kết hợp với cái biểu cảm của cô gái này, mọi người thấy bức tranh này xứng đáng được bao nhiêu điểm? Hãy bình luận ý kiến của mọi người ở bên dưới nhé, và mình sẽ trở lại với nhiều video với nhiều chủ đề hấp dẫn hơn.